Xin chào anh chị. Anh chị ơi, thì hiện tại em đang đứng trên cái con đường tỉnh 826 nè. Thì theo cái hướng này mình sẽ đi lên cái con đường Đinh Đức Thiện á, rồi mình ra chợ Bình Chánh. Thì trước tiên á, mình sẽ ra cái khu dân cư 5 sao cũng khá nổi bật ở đây á. Ngay vòng vòng ở đây á, là khu công nghiệp Cầu Tràm thuộc xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thì cái hướng ngược lại của con đường này nè, đó, mình sẽ đi ra cái ngã tư Sài Đôi nè, rồi xuống Rạch Kiến, rồi mình đi thị trấn Cần Đước. Đi xa hơn nữa đó là mình đi thị xã Gò Công, rồi đi Mỹ Tho được luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không, ở đây chợ rất là nhiều luôn, vòng vòng cái khu vực khu công nghiệp này. Thì hôm nay em đứng tại đây nè, em xin chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái lô đất mà nằm trong con đường này nha. Đó, mình vào 500m là sẽ tới. Và cái lô đất là mặt tiền đường xe hơi luôn. Đó. Và giá của chủ đưa ra khá là hợp lý để cô chú anh chị mình sở hữu và định cư tại đây. Đó, cái giá chủ đưa ra là 1,5 tỷ công chứng liền. Rồi bây giờ thì mời tất cả cô chú anh chị mình vào xem thực tế lô đất luôn nha. Đây là cái bản trung thành khu dân cư và tái định cư Cầu Tràm á cô chú anh chị. Ngay đây cũng là cái ngôi chợ nè. Đó. Đây là ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Khu vực này là đông vui nhộn nhịp lắm cô chú anh chị ơi. Mình về đây này, mình đi chợ chỉ có 500m là sẽ tới à. Rất là gần luôn ha. Cái khu công nghiệp Cầu Tràm này thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi đó. Khá là nhộn nhịp buổi sáng sớm cũng như là buổi tối đó. Ở đây bà con mình buôn bán kinh doanh rất là nhiều cái mặt hàng, cũng như là ở đây cũng có cái trường trung học nữa đó, rồi tiểu học. Cô chú anh chị mình đi tầm khoảng 1 cây số là sẽ tới thôi, rất là nhanh luôn. Đầy đủ tiện ích ở đây khi mà cô chú anh chị mình về đây định cư sinh sống ha. Đó. Tới phía trước này nè, đó mình sẽ quẹo vào một cái con đường nữa là sẽ tới cái vị trí lô đất mình đó cô chú anh chị. Đó, cái hướng này mình cũng đi thông ra Long Khê được luôn nha cô chú anh chị. Mình đi thẳng một cái tuyến đó, phía trước. Đó, mình quẹo vào cái con đường này là cũng 5m nha. Đường nhựa nè, 5m. Trong đây thì khu vực này nhà trọ rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Đó, nhà bà con mình á, kinh doanh cũng khá là đông luôn. Có một căn nhà đang xây ngay ngã ba này nè. Đó. Và mình quẹo tiếp vào một cái con đường lớn luôn ha. Con đường này cũng 5-6m luôn á cô chú anh chị. Đó, xe hơi nè cô chú anh chị thấy không. Đó, vào thoải mái luôn đó. Hổm dài mấy bữa nay trời mưa ở đây nên nó hơi bị có nước, nó dũng cô chú anh chị, hơi ỉ. Chứ bình thường con đường này nó cũng khô ráo. Rồi mình đã tới cái vị trí lô đất mình rồi. Và cái phía trước này cũng là cái hướng để thông vào tất cả nhà dân của mình nè. Đó, đang xây nhà ở nè. Và đây là vị trí của lô đất mình nha cô chú anh chị. Thì cái vị trí của lô đất mình á, tính từ cái gạch này nha cô chú anh chị. Đó, mình sẽ đi đụng cái bức tường nhà kế bên nè. Đó là 5m ha. Và dài sâu vào trong á là 21,5m. Làm tính ra là 115m đất thổ cư toàn bộ, một sổ riêng. Đó. Ngay đây nó có còn bầu. Mình vào trong này nè. Phía sau này á, là một cái đám ao ruộng của bà con mình á, rất là thoáng mát luôn cô chú anh chị. Đó, mình về đây thì phía sau này không có cất nhà đó, giờ gió thổi lên rất là mát mẻ cho cái căn nhà của mình luôn ha. Đó, cái hàng cọc cấm nè cô chú anh chị. Đó, hàng cọc cấm ha. Đó, ra tới cái phía sau này và cái nhà kế bên của mình á, sát vách luôn á. Thì giá của chủ đưa ra cho cái lô đất này á, là không thương lượng luôn nha cô chú anh chị. Tại vì chủ đang kẹt tiền á, cần bán gấp, thì đưa ra cái giá là chuẩn luôn á, là 1 tỷ 500 triệu. Và công chứng liền nha. Và công chứng liền á, là mình chịu cái giá này và mình chịu cái đất á, là đi công chứng liền nha. Không có mà đặt cọc gì cả nha cô chú anh chị. Tại vì chủ đang kẹt tiền mới đưa ra cái giá này. Đây cũng được xem là một cái lô đất mà khá là thuận tiện, cũng như là vòng vòng đây nè đó cô chú anh chị, mình có thể xây phòng trọ hoặc kinh doanh gì đó cũng khá là ổn định ha. Và khi mà mình sinh sống á, định cư ở đây á, thì mình đi vòng vòng đây mua sắm, hoặc là con em mình đi học á, rất là gần với nhiều cái trường học gần đây, rồi chợ thì phía ngoài kia đó. Và xung quanh đây nè cô chú anh chị, đó trước mặt mình á là nguyên dãy phòng trọ luôn nè, đó bên đây là nhà dân nè, rồi phía bên này đó cũng là phòng trọ luôn nha. Ở đây rất là nhiều phòng trọ, tại vì nó gần với cái khu công nghiệp Cầu Tràm đó. Bà con mình làm công ty đó, rồi ở trọ ở đây rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Và đường á, khá là thoáng mát luôn. Đường này em nói trên là 4 mét luôn á, khoảng 4,5 mét luôn á cô chú anh chị. Xe hơi mình á, vào đây thoải mái luôn ha. Đó, mình định cư, mình sinh sống hoặc mình xây trọ ở đây đều hợp lý cả luôn á cô chú anh chị. Em xin nhắc lại á, là ở đây là ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đó, cái con đường này là trước cửa nhà mình nè, tại vì hôm dài trời mưa đó nên nó hơi bị ướt á cô chú anh chị. Đó, diện tích của lô đất này á, là ngang 5, dài 21,5 m, là 115 m vuông á. Tất cả là đất thổ cư toàn bộ. Hướng đất này á, là hướng nam, giá chốt luôn là 1 tỷ 500 triệu. Và phải là công chứng liền đó, là kêu như là chịu cái giá này, ưng cái lô đất là công chứng liền. Tại vì chủ đang kẹt tiền mới đưa ra cái giá như thế này đó. Thì cô chú anh chị mình xem clip thì chú ý cái vấn đề này ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình. Video clip của em hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi cái video clip bất động sản hôm nay. Nếu mà cô chú anh chị mình đang quan tâm cái lô đất này thì xin hãy gọi ngay để cô chú anh chị mình cập nhật được nhiều cái thông tin mới nhất, và có thể trực tiếp xuống xem cái thực tế lô đất luôn nha. Và bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những cái video clip bất động sản kỳ sau nha.